em ăn thử miếng dê mà còn sống nguyên này, cảm giác nào? Dê nó phải còn dạng như dính tay này này đấy, sờ nó phải dính tay như này này đấy, kiểu như đẳng cấp như là dê nhá mọi người nhá, dê mà tươi sờ đây dính ở tay này đấy. Thì nó là dê tươi, dê tủ lạnh nó không dính được như thế, chọn luôn đúng không? Đây nhá, ăn thử miếng không cần cuốn luôn nhá. Mọi người nào mà cảm thấy không thích thì có thể là bỏ qua nhé, không xem nhé. Còn đúng là cái dung bình. Đây, ăn thử luôn. Chào, ăn chén rượu. Quay quay em. Nào. À, còi xin lỗi quý vị nhé. Đặc cấp. Đây, đây ngọt. Ngọt đúng không? Cực ngon. Cho bớt nhỏ cái này để mình ăn cái này trước, không muốn vậy gác lên được. Hôm trước nó cháy vậy mất. Đây là sườn dê mọi người nhé, sườn nướng chảo đá. Mình có thể ăn tỏi ăn tiếp. Được mà. Tốt mà, ăn tỏi với ăn hành ngon rồi. Thôi đây là cái món này, dê nguyên cho vào chanh phát là ăn sống luôn này. Ngon mà. Ngon. Ngon dẻo ấy. Thỉnh thoảng phải gặp ông chủ nhà hàng để giới thiệu những cái món lạ lạ. Không có trong menu. Ra là nó hoàn toàn thích anh mình ăn được mà anh. Nó với ai nữa là thịt nó vừa với thịt xong, nó chưa bị phơi khuẩn, chưa thể có bị nhiễm khuẩn cả. Cũng nguyên trong cái đùi dê mình dẻo bắp, hai cái bắp rùa là cái mình ăn. Nhưng mà dê là vẫn là loại ăn rất sạch, xong còn mình thì là lấy con dê sạch. Vâng. Cho nên nó sườn, nó lạnh. Cái hàng nhà Hà yêu cầu ăn một món cũng rất là đặc trưng của Tây Bắc, đó là món gọi là dê táp. Là ăn sống luôn đấy, nhưng mà thực ra thì Hà cũng ăn được. Nem chảo là ngày ngon, nhưng mà anh thích cái là thêm thì cái nem chảo. Nem chảo, nếu mà có nem chảo nữa thì tuyệt vời. Nách luôn này cả. Đúng rồi, hết nách. Lúc ấy này thành món chủ đạo của nhà. Vâng, lại trở thành một món mới đúng không anh? Người Việt mình sáng tạo mà. Chỉ có mấy ông cùng rượu ấy thích ăn những cái đồ phải ăn tươi nước sống như vậy nó ngon. Giống như ăn cá gỏi ấy, rất ngon. Đây, Hà Còi chào quý vị khán giả nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.